Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì trong cái tập P News ngày hôm nay thì Thắng sẽ tổng hợp một số những cái thông tin nó cũng quan trọng mà chúng ta có thể quan tâm, đặc biệt là dành cho những ai mà chúng ta có cái nhu cầu liên quan đến giao dịch phi. Mặc dù chúng ta giao dịch một cách chính đáng là trao đổi thôi, nhưng mà có thể chúng ta sẽ giao dịch nhầm phải cái người mà người ta bị vi phạm. Thì đây là một số những cái tổng hợp ở trên trang của Thắng. Thì Thắng cũng đi tổng hợp lại từ trên một số các cái nguồn thông tin khác nhau thôi. Thì các bạn có thể gõ nguyenanthang.com, chúng ta sẽ vào cái bài viết đầu tiên, đó là tổng hợp các cái vi sách đen. Thì các bạn có thể kiểm tra đây, Thắng có tổng hợp khá là nhiều các cái BP đó. Thì cái nguồn Thắng cập nhật là trên trang The P To Do ha. Rồi thì bây giờ ví dụ như các bạn mà muốn giao dịch với một người khác thì các bạn hãy hỏi người ta rằng là giao dịch với ví nào. Thì ví dụ giả sử đây là cái ví bạn giao dịch này, thì bạn có thể copy cái ví này. Sau khi bạn copy thì bạn vô lại cái website trên blog của Thắng. Thì các bạn vô đây thì các bạn ấn vào cái nút vào cái website này, rồi các bạn nút Ctrl F nha. Rồi sau khi bạn ấn vào Ctrl F, nó sẽ hiển thị ra một cái cửa sổ như này với cái Google Chrome, còn với một cái cửa sổ ở Firefox thì nó sẽ hiển thị ở dưới đây đó. Thì bạn sẽ copy, bạn paste cái ví vô. Sau khi bạn paste cái ví vô thì nó hiển thị ngay cái ví này là một trong những cái ví bị tình nghi là giao dịch chợ pi đen hoặc là rửa pi đó. Thì các bạn lưu ý rằng là những cái ví nào nó trùng khớp với những cái ví trong đây thì chúng ta hiện tuyệt đối không nên giao dịch, để tránh cái trường hợp mà chúng ta có thể bị gắn cờ. Vậy thì làm sao để chúng ta biết có các cái loại cờ nào? Thì giờ chúng ta sẽ cần vào trong cái trang PX Pro đây. Thì Thắng có thể copy một cái ví ngẫu nhiên các bạn. Thì các bạn sau khi các bạn copy một ví ngẫu nhiên á, thì các bạn sẽ chuyển cho cái mục là mục cờ. Thì ở trong cái mục cờ này nó có các cái bốn cái loại cờ được gắn. Thứ nhất là cờ yêu cầu, tức là ngay lập tức nó sẽ gắn cái cờ của chúng ta. Đó. Cái cờ thứ hai đây, đó là cờ có thể hủy bỏ, tức là gì ạ? Trong khi người ta gắn cờ bạn, đi qua người ta gắn cờ bạn thì trong cái quá trình họ theo dõi, nếu như bạn không có vấn đề gì cả thì họ sẽ gỡ bỏ cái cờ đó ra. Và cái cờ thứ ba đó là cờ bất biến, khi mà nó đã gắn vào đây rồi thì bạn sẽ nằm trong cái danh sách đen. Và cái cờ thứ tư đó là bạn sẽ bị thu hồi lại tài sản theo cái CAP035 như Thắng đã chia sẻ trong cái tập podcast trước cũng như tập P-News trước ạ các bạn. Thì hiện tại thì Thắng không có kiếm được bất cứ một cái VP nào nó bị thu hồi rõ ràng. Và Picotin cũng không công bố với cái điều này. Cho nên là chúng ta lưu ý, nếu như chúng ta thấy các cái thị trường giá trị ở đây nó là false, tức là sai này, tức là chưa có này. Nhưng nếu mà khi nào bạn check cái VP của bạn mà nó nằm có một cái trường nào nó ghi chữ TRUE ấy, TRUE, tức là bạn đã bị gắn cờ đó, thì lúc đó là cái câu chuyện nó sẽ đi theo một hướng rất là tệ. Bạn lưu ý nha, hiện tại thì chưa có bất cứ một cái thông tin nào về cái việc những cái ví được gắn cờ và list lên trên trang myvi.com. Khi nào mà chúng ta có cái danh sách những cái trang những cái ví ví nào bị dính chưởng mà nó cho lên trên cái trang myvi này thì các bạn lưu ý là rất là nguy hiểm này. Hiện tại thì chưa đâu. Nhưng mà chúng ta khuyến nghị là thôi, hiện tại thì chưa có, cho nên chúng ta cứ giao dịch bình thường. Và dù là giao dịch ở những người quen biết thì chúng ta sẽ yên tâm hơn. Nhưng mà nếu như chúng ta không có ai quen biết mà chúng ta vẫn muốn giao dịch pi trao đổi với những người ở khu vực khác thì chúng ta phải kiểm tra xem là người ta có nằm trong cái diện gọi là cái diện ví đen nằm trong cái ví hay không. Có rất nhiều rồi các bạn, thì Thắng sẽ tổng hợp thêm sau, hoặc là chúng ta có thể vào trực tiếp cái trang The P To Do để chúng ta kiểm tra cũng được, không sao hết. Họ có thể kiểm tra trực tiếp ở trên trang Thắng chia sẻ lại ở trên này ha. Rồi ok, thì đấy là cái thông tin khá là quan trọng để cho những ai chúng ta có cái nhu cầu giao dịch pi, đặc biệt là những ai mà mới tham gia vào pi network, chúng ta muốn có thêm một cái tài sản, lượng tài sản lớn hơn, thì cách tốt nhất là chúng ta nên có một cái sản phẩm nào đó chúng ta trao đổi, và chúng ta nắm giữ pi, chúng ta có những cái memo cẩn thận này, chúng ta có những cái giấy tờ ký kết hoặc những cái bức ảnh lưu lại, để trong cái trường hợp nhỡ không may chúng ta giao dịch với cái ví nó cũng không tốt thật thì chúng ta có cái bằng chứng để chúng ta có thể lấy lại cái số tiền pi của chúng ta, nó sẽ không bị thu hồi mà chúng ta cũng không bị gắn cờ, hoặc nếu có bị gắn cờ chúng ta có thể được gỡ cờ nha các bạn. Rồi ok, thì đây là cái rất là quan trọng.